Nãy giờ thì chúng ta có trao đổi khá nhiều về cái ngành học đó là du lịch khách sạn tại trường Nam Danh. Vậy thì Ngọc Châu nghĩ rằng là hiện nay thì các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh cũng đang rất là quan tâm, đó là cái vấn đề chi phí cho cái khóa học của ngành du lịch khách sạn tại trường Nam Danh thì có cao hay không thưa chị? Thời gian học và các cấp học như thế nào ạ? Về chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn ở Nam Giang thì học phí rất là hợp lý, trung bình từ 6.800 đến 12.800 đô. Thời gian cho mỗi cấp bậc học là 8 tháng và chương trình cụ thể như sau. Chương trình cao đẳng quản trị du lịch khách sạn các bạn sẽ có thêm 6 tháng thực tập và có hưởng lương. Tiếp theo là chương trình cao đẳng nâng cao quản trị du lịch khách sạn, chương trình cử nhân quản trị du lịch khách sạn. Đặc biệt là trường có cung cấp thêm khóa sau đại học của ngành quản trị du lịch khách sạn. Và trong khóa này các bạn sẽ có thêm 6 tháng thực tập và hưởng lương. Để biết thêm cụ thể về từng chương trình học cũng như học phí và thời gian nhập học ra sao, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của Học viện Quản lý Nam Giang.